Xin chào quý vị khán giả. Với bộ đôi sản phẩm này thì các bạn nghĩ sao? Boeing King 803 D3, đây là một sản phẩm rất mới của hãng Boeing King. Và hôm nay tại shop Audio Thiên Hà có thêm một dòng sản phẩm rất đặc biệt, đó chính là dòng E800 Akufei. Đây là một thương hiệu rất nổi tiếng đến từ Nhật Bản và cũng đã mong đợi rất lâu với dòng này. Và hôm nay thì chính thức đã có mặt tại Thiên Hà và đây được sản phẩm được Thiên Hà phân phối. Đầu tiên tôi muốn nói đến dòng E800 này là với các bạn nhìn với một thể tích khối thì nó nặng trên 40 cân thì tôi nghĩ đây là một chiếc âm ly thích hợp integrate mà có một trọng lượng rất là lớn ấy. Điều thứ hai tức là với cấu trúc đóng thùng rất là pro ấy, các bạn nhìn đây. Còn bây giờ thì tôi sẽ xin được phép nói đây là một sản phẩm chính hãng của bên công ty phân phối nên có thời gian bảo hành lên tới 5 năm. Nên các bạn khi mua dòng sản phẩm này hãy lưu ý vì đây là quyền lợi và nghĩa vụ và trách nhiệm của bên sản xuất và cung cấp cho các bạn sản phẩm này, nên các bạn hãy luôn lưu ý cái dòng sản phẩm này để được giữ quyền lợi của mình. Còn bây giờ thì tôi sẽ xin khui thùng dòng sản phẩm này. Và các bạn luôn nhớ qua đây là một cái nét chú ý của cái cách khui thùng, vì các bạn luôn phải giữ đúng những cái quy chuẩn của khui thùng. Bây giờ tôi sẽ nhờ nhân viên kỹ thuật của Thiên Hà giúp tôi. Đó, khi khui thùng thì các bạn chỉ cần bóc ra thế này thôi là nó đã tự tuột ra rồi. Nó rất là thuận lợi và tiện lợi cái này. Và đây là tem sản phẩm nên chúng tôi sẽ phải giữ rất cẩn thận với cái này. Vâng, với một cấu trúc thùng mới nguyên siêu thì khi các bạn bóc ra thì các bạn sẽ thấy ngay một hộp đựng phụ kiện. Ở trong này thì sẽ có một chiếc remote, một cái dây nguồn. Nhưng mà với những dây nguồn như thế này thì với một audio file khó tính thì chắc là cũng không ít khi dùng các cái này. Còn các cái này thì sau đó tôi sẽ đấu nối kết nối sau. Còn bây giờ thì tôi sẽ đưa cậu bé vàng này lên. Vâng, tôi rất thích dòng Akufei này. Đó, ấy khi các bạn bê lên thế này thì các bạn phải đỡ thế này. Không để xuống đây thì bắt đầu mới bê lên trên mới hạ. Rồi. Quá đẹp. Thật sự là một kỳ tác. Đúng là cậu bé vàng. Còn bây giờ thì tôi sẽ nhờ nhân viên kỹ thuật đưa lên. Rồi. Với một trọng lượng khối lên đến 40kg thì tôi nghĩ đây đúng là gọi là cậu bé vàng Akufei thật. Quá đẹp. Phần khui thùng của Akufei này thì tôi chỉ xin dừng ở đây. Còn về phần kỹ thuật thì tí đã lên phòng phát lát tôi sẽ cùng các bạn có một sự trải nghiệm sâu hơn. Còn bây giờ thì tôi lại tiếp tục làm luôn một đối tác của dòng Akufei E800 này, đó chính là cặp Boeing King 803D3 này. Đây là dòng Boeing King 803D3 và hôm nay thì chúng tôi sẽ bóc một cặp loa này với có màu là rosewood. Đây là màu vỏ gỗ rất là đẹp. Đó, bây giờ thì tôi sẽ xin trực tiếp khui thùng cho các bạn. Và với chung phiếu bảo hành này thì các bạn cũng rất yên tâm nhé. Thời gian bảo hành lên tận 5 năm đây nhé. Đó, nên khi các bạn mua các dòng sản phẩm này thì các bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm. Và dòng này thì các bạn cũng phải thao tác đúng quy chuẩn, tức là khi rút thùng và kéo thùng và lấy các sản phẩm ra thì lấy các phụ kiện ra thì các bạn cũng phải hết sức lưu ý. Và các bạn luôn lưu ý là cái phần loa chép ở trên thì nó được nằm ở trong cái khối xốp thế này, nên khi mình rút là mình cũng phải rút theo phương thẳng đứng lên. Đó, như này. Và đây là cái này là chính là cái gọi là chốt đuôi chép, tức là nó chính là một điểm chốt cuối cùng để khi nó tránh những cái
xung lực trực tiếp vào cái dòng chép này, vì chép này nó nằm hoàn toàn độc lập ở trên mà. Cái này thì các bạn phải hết sức lưu ý. Với một các kỹ sư thì đã nghiên cứu để làm sao được một cái tối ưu nhất khi vận chuyển những dòng này, vì những dòng này nó có cái trọng lượng lên tới 85 kg, mà trong đó nếu mà một hai sức người mà bưng bê cặp này mà nó va chạm vào cái màu sơn hay là màu gỗ này thì rất là phí. Các kỹ sư đã phải nghĩ ra một cái ben chạy như này để đưa dòng sản phẩm này ra. Và bây giờ thì tôi sẽ nhờ kỹ thuật đưa cùng tôi dòng sản phẩm này ra. Đó, các bạn thấy sự tiện lợi thế này thì với cặp loa mà có bộ chân như thế này thì gần như là dịch chuyển được tất cả, được mọi nơi. Còn bây giờ thì tôi sẽ xin bóc kiệt tác đến từ Anh Quốc này. Trời rất đẹp. Chắc là khó mà để nói lên cảm xúc về cặp loa này. Và cặp này thì tôi nhìn thì tôi lại thấy rất là ấn tượng, vì đây là trông nó đúng với khuôn mẫu, khuôn dáng của người Việt mình rất là thích. Là vì với khuôn mẫu mình mà có những cái bộ vân gỗ mà đẹp như này, mẫu hồng đào như này, xong kết hợp với cả màu đen piano ở trên, dưới đây lại mạ lòng súng, thì tôi nghĩ đây là một cặp loa cũng là sẽ rất là gặp được nhiều cái bác audio ưa thích. Và đây là một cái vân gỗ này. Còn khi các bạn ẩn này xong đến vị trí thì các bạn có thể fix cứng ở đây được. Đó là một sự rất là tuyệt vời thông minh của hãng Boeing. Và bây giờ thì tôi sẽ xin khui thùng nốt con thứ hai ra. Vâng, với những phụ kiện đi kèm đây chính là những cái jumper, và một vài phút nữa thì tôi sẽ cài. Còn bây giờ thì đây chính là một cái mấu chốt của cái loa chung này. Vì loa chung này khi người ta lắp ráp vào thì người ta sẽ không đưa trực tiếp vào đây, vì người ta sẽ sợ bị cựa loa hoặc là lúc vận chuyển. Nhưng mà đây là một cái đường dẫn âm tôi thấy rất là lạ và đặc biệt của hãng BW. Vì tôi nhòm vào đây thì tôi thấy cả một đường dẫn âm rất là dài, của đuôi của nam châm đều nằm trong. Và sau đó thì chúng tôi sẽ dùng cái này để chúng tôi fix lại. Đó, thì các bạn thấy đây là một điểm nhấn. Nó vừa có cái nét trang trí mà lại vừa là một cái đường hướng bịt lại cái dẫn âm này, và làm cho cái âm chung này nó sẽ được tự nhiên hơn và âm thanh đẹp hơn. Đó là cái phần về tôi muốn nói với các bạn. Còn bây giờ thì tôi sẽ mời các bạn quay lại như này, và chúng ta sẽ có một buổi set cấu hình này lại cùng với cả một hệ thống của âm ly Acouphase E800. Sau đó thì tôi mời các bạn lên phòng test lab cùng tôi. Vâng, cậu bé vàng Acouphase E800 hôm nay sẽ bùng nổ cùng BW Boeing 803D3 Diamond. Và bây giờ tôi sẽ mời các bạn cùng lên phòng test lab của Thiên Audio chúng tôi, và chúng ta cùng có trải nghiệm. Xin mời các bạn.